Xin chào các bạn nhé. Hôm nay mình có nhận được một cái đơn hàng ở trên mạng. Cái này là ở đâu đây? Ở Long Biên, Hà Nội nha các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ kiểm tra xem là nó hỏng cái gì và nó là cái đơn hàng gì. Đây mình chưa bóc mà. Đây nha các bạn nhé, đây là một cái quạt hơi nước, quạt hơi nước. Mở ra mình phân tích cho các bạn xem là nó đang hỏng cái gì. Đây, mạch thì thực ra nó cũng rất là nát. Cũng thay hết rồi đây. Đây. Đây, phím bấm này. Đây. Còn đây là khối nguồn. Thì bây giờ trước tiên là mình nhận được rồi thì bây giờ mình sẽ cắm vào thử xem là quạt này của mình nó đang bị làm sao nha các bạn nhé. Jack nguồn của mình chính là jack mà có con ZNR này. Nào, bây giờ mình bắt đầu nhé. Cắm vào xem nó biểu hiện như thế nào. Có tiếng bíp các bạn. Có tiếng bíp như thế này thì chứng tỏ là nguồn của mình ok nhé. Có tiếng bíp nhưng không bấm nút nào các bạn. Thì đối với trường hợp này, thì mình phải xem nào. Có tiếng bíp thì chứng tỏ là nguồn đã có rồi. Bây giờ không bấm được nút nào ấy, thì các bạn phải kiểm tra này. Những cái gì liên quan đến ma trận phím mình phải kiểm tra hết. Trước tiên là cái nút power này, bạn thấy không? Nút power này. Những cái gì liên quan đến nút power này là mình phải kiểm tra hết. Mình sẽ lật ngược lại nha. Power này, hai chân. Một chân đi thẳng vào con IC này. Một chân là chung của tất cả những cái đường phím bên này này. 1 2 3 phím này chung này, chung ăn có một chân chung này. Và đây là coi, chân chung của coi. Thế mình đo xem có phải là nguồn 5V không nhé. Xem chân này nó có phải là 5V hoặc là súng mát hay không. Thì con tụ lọc đây, con tụ lọc của mình này, mình đo này xem nó thông với chân mát hoặc chân nguồn hay không. Trước tiên là đo với cả chân mát nhá. Thông này các bạn thấy không? Chân nguồn này thì không thông luôn đây. Vậy chứng tỏ đây là chân mát, mát chung. Mát chung. Như vậy thì cái con này của mình này, nó phím nguồn của mình nó chỉ có mỗi một cái phím này thôi và đi qua một cái điện trở đi vào vi xử lý thôi. Bây giờ mình thử mà phím này nó không hỏng. Là phím không hỏng này thì các bạn sẽ kiểm tra con điện trở 22 này. Phím nguồn mà không hỏng thì mình sẽ kiểm tra con điện trở mà 2K2 này nha. Nếu mà có điện trở 2K2 này mà không hỏng nữa thì chỉ có chết vi xử lý thôi các bạn, bởi vì con này nó không còn cái gì để mà hỏng nữa nhé. Nói xem nào, các cái đèn led này nó không liên quan bởi vì là nó đang liên quan đến cái phím power này. Phím power này bấm phải có tác dụng. Mình xem còn cảm biến không đây. Bây giờ mình sẽ đo thử xem con cảm biến này không vấn đề gì không. Bởi vì nhiều con ấy, nếu mà lỗi đường cảm biến ấy, thì vi xử lý nó không cho. Kể cả các phím này của bạn tốt này, đúng không? Các phím này của bạn có tốt đến mấy chăng nữa mà cảm biến lỗi thì không, thì vi xử lý nó sẽ treo. Treo nó không cho bấm nút nào hết. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cái đường cảm biến này nhá.
Thường thường hai chân cảm biến mình đo điện áp nó sẽ rơi vào tầm khoảng độ sấp xỉ là, nếu mà một đầu nối 5V thì đầu còn lại sẽ sấp xỉ là 4,4V. Còn một đầu mà nó nối vào mát thì một đầu còn lại nó sẽ là sấp xỉ 0,3 thì 0,4V gì đấy. Đây nha, cắm điện phát. Đây rồi đấy nhá. Bây giờ mình sẽ đo 5V trước. 4,98V này. Tiếp theo mình đo tại cái phím bấm này xem là bao nhiêu V. 4,93 này, đầu bên này này. 4,90 này. Đầu bên này. 4,92 này. Đấy, nói chung là phím bấm như này là về cơ bản nó ok. Bởi vì đầu bên này của nó nối mát mà, đúng không? Nối mát này. Đấy, đầu này nối mát này, đầu bên này đo được hơn 4V này, phím bấm không hỏng này. Bây giờ mình sẽ đo hai cái chân sensor này xem là nó có vấn đề hay không nhá. Nhiều khi các bạn gửi bo đến là mình nhận được, không phải là con nào cũng làm được ngay. Đây là hai chân sensor mình đo này. Được 2,8V này. 2,8 là được rồi. Đầu bên kia nó sẽ là 5V đấy các bạn nhé. Đấy, 4,9V này. Bây giờ mình sẽ đo này. Chân này của sensor được là 2,8 thôi. Mình sẽ đi về đến vị trí xem được bao nhiêu V nhé. Xem trên đường này có đứt không. Đi đến đây này, đi qua điện trở 1 R28 này. Được 2,8V này. Đi ra đây. Được 2,8V này. Đi về đến vị xử lý này. Chân số 2 vị xử lý này. Cũng được 2,8V này. Nếu mà như thế này thì con này của mình nó sẽ bị lỗi vị xử lý nhé các bạn nhé. Con này là con IC vị xử lý, IC lập trình của mình này. Nhiều khi các bạn dùng điều khiển, các bạn bấm lung tinh là nó khóa luôn cái phần mềm trong này các bạn nhé. Bởi vì con này không còn gì để hỏng cả, phím nguồn thì riêng biệt rồi nha. Đường sensor về thì ok. Đấy. Và các cái đèn led này các bác ấy thay hết rồi. Led này thì thường thường là không liên quan. Ít nhất thì các bạn phải bấm lên được. Như đây các bác thay hết rồi đây. Phím thì không phím nào bấm được cả. Xem còn cái gì nữa nào. Trên này chả còn gì các bạn. Đấy. Vậy là coi như con này mình xác định là bị lỗi vi xử lý nhá. Nếu mà các bạn nào quay đến bước này rồi thì các bạn tự tin là lỗi vi xử lý luôn nhá. Chúc các bạn là thành công.